thí sinh Nguyễn Thị Văn Nam số danh 246, thí sinh Trần Thị Thu Tịnh số danh 438. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời diễn viên điện ảnh Hoàng Thân, ca sĩ Đình Hùng, ca sĩ Lan Chi Phương lên đài để bốc hoa và những vị tiền trương cho tất cả thí sinh được giải thưởng của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.